À, cây này là cây Imco Mỹ nha anh, hàng hiếm cho anh sưu tập. Hàng hiếm cho anh sưu tập ha. Đây, có chắn gió này. Rất là nhảy lửa ha. Rất là nhảy lửa luôn, có chắn gió nè. Cây này là cây Imco, đây là cây Imco Mỹ nha. Thường Imco Áo, cái này là Imco Mỹ nha. Giá trị sưu tập rất là cao, cây này xưa rồi, cây này tuổi nó cao nha anh. Đó, nó thập niên 20 30 lận, cái này tuổi nó sâu không anh. Cái này bật rất là sướng, cầm nó rất là chắc tay và rất là đầm, tay nó to. Đây, cái này cây cây Imco ha. Nói chung là mấy anh mà sưu tập mấy anh thích mấy cái này lắm. Tại vì mấy anh biết không, nhìn nó cũ cũ vậy ha, nhưng mà nó chất lắm, nó rất là chất. Cực kỳ chất luôn á. Đó, nó cứ nó chất lắm luôn á. Với lại cái này là cây chuẩn cổ á. Cái này là cây chuẩn cổ luôn. Cho nên là giá trị sưu tầm nó rất là cao. Mấy anh yêu đồ cổ thì mấy anh đừng có bỏ qua mấy cái này. Đó. Mấy anh yêu đồ cổ thì mấy anh đừng có bỏ qua mấy cái này nha. Mấy cái này là cái mấy cái im cô cổ á, rất là hiếm. Có chắn gió nó xài thích lắm. Mình bật mình cảm giác mình rất là level, mình rất là ngầu. Nói thiệt luôn á. Bật mình cảm giác mình ngầu, bật lên xong rồi bắt đầu kê điếu thuốc vô. Kê điếu thuốc vô mình thấy mình ngầu lắm. Châm xăng vô, châm xăng vô, bật cho mình coi. Xăng vô bật cho mình coi, lạ lắm, bật sướng lắm. Mình bật mình cảm giác mình level lắm, bật mình cảm giác mình rất là level, lạ lắm, rất là nhảy lửa, cực nhảy lửa luôn, rất là lại nhảy lửa đó, có chăn gió luôn. Mình bật mình cảm giác nó đã lắm kìa, em cũng không biết cảm giác em không có diễn tả, tại vì cái ngôn ngữ của em hơi bị hạn chế. Em đã thì em chỉ nói đã thôi chứ em cũng không biết nói nó sao nữa, nhưng mà giá trị của này cây này rất là cao, giá trị rất là cao, nhưng mà nó chuẩn cổ, nó rất là cao luôn. Mà anh biết không, em không có nói làm sao để lột tả được cái giá trị của quẹt. Nhiều khi nó anh thấy nó có giá trị lắm, nhưng mà em không biết nói làm sao để mà anh hiểu được, chịu truyền tải ngôn ngữ của em á. Dở, nó to lắm nha anh. Nó rất là to. Mà anh mà sưu tập đồ cổ đừng có bỏ qua nha anh. Cây này là cây chuẩn cổ, trời ơi, nó thích lắm. Nó cũ cũ về nè, nhưng mà nó không có móp gì hết, nó cũ cũ vậy thôi, nhưng mà giá trị sưu tầm rất là cao, rất là cao luôn á.